Thử thách tiếp theo của các thí sinh sẽ là một chướng ngại vật của chương trình. Và để có thể vượt qua chướng ngại vật này, các bạn hãy cùng nhau đi tìm một ẩn số gồm có 4 chữ cái. Và đây là 4 từ hàng ngang gợi ý cho các bạn. Chướng ngại vật ngày hôm nay của các bạn là một từ có 4 chữ cái. Và xin mời bạn Khải Minh, bạn hãy đưa ra sự lựa chọn về từ hàng ngang đầu tiên. Dạ, em chọn hàng ngang thứ nhất. Loại lực cản xuất hiện giữa các bề mặt vật chất chống lại xu hướng thay đổi vị trí tương đối giữa hai bề mặt được gọi là lực gì? Tôi đã nhìn thấy tín hiệu. Xin trả lời chướng ngại vật của bạn Bình Minh. Thì chúng ta vẫn chưa lật mở một từ hàng ngang nào cả. Đáp án của em là nghỉ ạ. Thông thường thì bạn mất bao nhiêu lâu để có thể đưa ra được một quyết định nào đó quan trọng cho bản thân ạ? Tùy trường hợp ạ. Và vừa rồi thì rất nhanh đúng không ạ? Chỉ có vài giây thôi bạn đã quyết định nhấn chuông để xin trả lời chướng ngại vật. Và đến bây giờ thì bạn thấy quyết định đó thế nào ạ? Nóng vội quá, em đang bắt đầu hối hận ạ. Và rất tiếc phải thông báo là lượt chơi ở phần thi vượt chướng ngại vật của bạn Bình Minh đã phải dừng lại. Và tôi nghĩ hơn lúc nào hết, bạn ấy đang rất cần sự động viên và cổ vũ của những bạn cổ động viên đấy ạ. Không sao, chúng ta vẫn còn có tới 2 phần thi trước mắt và mọi thứ đều có thể thay đổi. Nếu như bạn nỗ lực, và đó cũng là một cái kinh nghiệm rất là quý báu để chúng ta tiếp tục đi tới trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia ngày hôm nay. Và xin mời thời gian trả lời cho 3 bạn còn lại. Vâng, cả 3 bạn đều lựa chọn câu trả lời là ma sát. Và xin chúc mừng các bạn. Như vậy, từ hàng ngang đầu tiên đã được hé lộ và tương đương với một góc hình ảnh của chương trình sẽ được bật mí với các bạn. Xin mời bạn Vị Khang, bạn hãy đưa ra sự lựa chọn của mình ạ. Em chọn hàng ngang thứ 4. Đây là một từ gồm có 3 chữ cái. Chất cháy, oxy và nguồn nhiệt là 3 yếu tố cần và đủ để tạo ra gì? Bạn Khải Minh và bạn Vĩ Khang đã lựa chọn câu trả lời là lửa, và bạn Thành Kiên lựa chọn câu trả lời là khí. Và đáp án của chúng tôi ở đây là lửa. Và xin chúc mừng bạn Khải Minh và bạn Vĩ Khang ạ. Vâng, tôi đã nhìn thấy tín hiệu, xin được trả lời chướng ngại vật của bạn Thành Kiên ạ. Bạn đã cân nhắc kỹ càng chưa ạ? Em cũng cân nhắc rồi. Và câu trả lời của bạn là gì? Câu trả lời của em là cháy ạ. Và tôi xin được thông báo là phần chơi chướng ngại vật ngày hôm nay sẽ chỉ còn là cuộc chơi của hai bạn Khải Minh và Vĩ Khang mà thôi. Rất tiếc bạn Thành Kiên chưa đưa ra được một câu trả lời đúng. Và bây giờ lượt lựa chọn từ hàng ngang tiếp theo sẽ thuộc về bạn Khải Minh ạ. Dạ, thưa chị, em chọn hàng ngang số 2. Từ hàng ngang số 2, đây là một từ gồm có 9 chữ cái ạ. Đây là một trong 2 dạng thù hình phổ biến nhất của phốt pho. Bạn Vĩ Khang không đưa ra được phương án trả lời nào. Còn bạn Khải Minh, tôi đoán đáp án mà bạn đưa ra là xương người đúng không ạ? Yeah. Rất tiếc, đó chưa phải là một phương án trả lời đúng ạ. Và như vậy, từ hàng ngang này vẫn còn là một ẩn số đối với các bạn. Và bạn Vĩ Khang, bạn sẽ lựa chọn từ hàng ngang bao nhiêu? Em chọn hàng ngang thứ 3. Đây là một từ hàng ngang gồm có 2 chữ cái. Trong thần thoại Hy Lạp, con ngựa thành Troa được làm bằng vật liệu gì? Bạn Vĩ Khang đều cho rằng con ngựa thành Troa được làm bằng đá. Rất nhiều các bạn là cổ động viên đã ôm mặt và rất nhiều người không đồng tình với phương án mà hai bạn đưa ra. Và rất tiếc, đá không phải là câu trả lời đúng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ còn lại một câu hỏi nữa.
Đây là một từ gồm có 5 chữ cái. Hợp chất nào được điều chế bằng cách cho kali hydroxit tác dụng với khí clo ở nhiệt độ trên 80 độ C? Bạn Khải Minh đã lựa chọn phương án là KClO3 và bạn Vĩ Khang đưa ra một phương án khác là KMnO4. Xin chúc mừng bạn Khải Minh đã đưa ra được câu trả lời đúng ạ. Đáp án ở đây của chúng tôi là KClO3 kali clorat ạ. Và tôi đã nhìn thấy tín hiệu xin trả lời của bạn Vĩ Khang. Dạ. Xin mời bạn. Câu trả lời của em là chết. Và rất tiếc, đó không phải là câu trả lời mà chúng tôi muốn nghe. Vâng, bạn Khải Minh ạ. Dạ thưa chị, câu trả lời của em là của từ cần tìm là gym. Vâng, lần này thì các bạn cổ động viên không còn ôm mặt nữa, họ đã vỗ tay rất lớn ạ. Tại sao bạn lại nghĩ đây là gym? Dạ chị thì em nghĩ gym muốn cho gym cháy là phải có ma sát. Và gym cháy thì tạo ra lửa và gym có thành phần là chất này. Và đó theo hình đó chị. Vâng, loại gym ban đầu là loại diêm ma sát đã được một nhà khoa học tên là John Walker sáng chế vào năm 1827. Chúng ta đều biết là khi mà sử dụng thì chúng ta sẽ quẹt đầu diêm vào một phần vỏ có chứa phốt pho đỏ để ma sát tạo ra sự cháy. Những que diêm thân của nó được làm bằng gỗ, đúng không ạ? Và chắc chắn rồi nó tạo ra lửa. Và xin chúc mừng bạn Khải Minh đã tìm ra được chướng ngại vật của chương trình ngày hôm nay. Như vậy là chướng ngại vật ngày hôm nay có vẻ như là khá nguy hiểm khi mà đã loại 3 trong số 4 thí sinh của chúng ta tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Và phải đợi đến thí sinh cuối cùng thì bạn mới giúp đoàn leo núi vượt qua được chướng ngại vật này. Ngay bây giờ thì phía trước các bạn sẽ là một phần thi sẽ có rất nhiều điểm số cao. Các bạn hãy cố gắng lên. Chúng ta hãy cùng tổng kết xem trước khi đến với phần thi này các bạn đang có số điểm như thế nào. Bạn Thành Kiên đang có 40 điểm. 50 là số điểm của bạn Bình Minh. Đã xíu 70 điểm là bạn Khải Minh và tạm thời dẫn đầu với 80 điểm là bạn Vĩ Khang. Em thích nhất là phần thi vượt chướng ngại vật nhưng rất tiếc là hôm nay em không vượt qua được chướng ngại vật. Em nghĩ là em quá nóng vội cho nên là em đã ấn chuông trả lời chướng ngại vật khi chưa có dự kiện nào. Lúc đấy thì em nhìn hình ảnh thì em thấy có hình lửa, em chỉ nghĩ trong đầu em là chướng ngại vật là cháy cho nên em trả lời luôn là cháy ạ. Cuộc thi tăng tốc thì em nghĩ cũng không phải một thế mạnh và em cũng không có chứng thực, em chỉ cố gắng hết sức. Đoạn đường phía trước sẽ bằng phẳng hơn và không có bạn thí sinh nào đưa ra được câu trả lời đúng. Không biết là cuộc đua này sẽ tiếp diễn như thế nào. Cơ hội bứt phá cuối cùng.